Shovel đi. Đi làm đi Shovel. Hello, xin chào, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Sập. Và mọi người ơi, lại là một video du lịch. Và hôm nay thì tụi mình đang ở Trung Quốc. Yeah. Đây là một cái đất nước mà mình cũng rất là thích, rất là mong muốn đi rất là lâu rồi. Nhưng mà thật sự mọi người là đi Trung Quốc rất là khó. Tại vì mình thì mình cũng đang học tiếng Hoa, nhưng mà chưa có đủ trình độ để mà có thể tự đi được. Cho nên là lần này thì mình đã đi tour. Và tour ngày hôm nay của mình đi thì vẫn là Vietravel. Mọi người biết là ở chuyến đi Nhật lần trước thì mình đi với Vietravel và rất là thích. Cho nên là lần này đi Trung Quốc thì mình đã chọn Vietravel để đi. Thì mình cũng tranh thủ review lại cho mọi người trong cái video này, để mọi người xem được gọi là đi tour Trung Quốc đi của Vietravel thì sẽ như thế nào. Tour lần này mình chọn mọi người là tour đi Trương Gia Giới và Phượng Hoàng Cổ Trấn. Thì đây là hai cái nơi mà rất là nổi tiếng ở Trung Quốc luôn. Kiểu như là cảnh đẹp, mọi người biết là Trương Gia Giới là cái chỗ mà làm phim trường của phim Avatar nè, rồi Tây Du Ký nè, rồi Phượng Hoàng Cổ Trấn thì đã rất là nổi rồi, rất là nhiều bạn ở Việt Nam biết tới. Và lần này thì mình chọn hai cái địa điểm này để đi đầu tiên ở Trung Quốc luôn. Mình hy vọng mà sau này mình sẽ có dịp, mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để khám phá nhiều nơi ở Trung Quốc hơn. Nhưng mà lần này thì mình đi chỗ này trước. Ngày hôm qua thì tụi mình có một cái chuyến bay từ Sài Gòn đi Trung Quốc và đã tới đây lúc 8 giờ tối. Nói chung là ngày hôm qua là chỉ để di chuyển từ Việt Nam sang thôi, nó cũng khá là xa, bay 4 tiếng á mọi người. 4 tiếng sau đó thì tụi mình đã di chuyển về một khách sạn ở Trương Gia Giới để nghỉ đêm. Thì khách sạn ở bên đó mình thấy cũng khá là đẹp, không phải là quá đẹp quá mới nhưng mà tương đối sạch sẽ, đầy đủ và tiện nghi, cái gì cũng có hết, nước này kia cũng có. Rồi sau đó thì mình ngủ một đêm, sáng nay tụi mình dậy, tụi mình ăn sáng ở khách sạn xong rồi di chuyển tiếp. Nói chung là từ qua giờ chỉ di chuyển thôi cho nên là mình cũng không có quay nhiều. Di chuyển từ Trương Gia Giới đến Phượng Hoàng Cổ Trấn và hiện tại thì tụi mình đang ở Phượng Hoàng Cổ Trấn. Yeah. Và mình vừa mới check in phòng mọi người, mình sẽ quay room tour phòng ở Phượng Hoàng Cổ Trấn cho mọi người coi nha. Đây là phòng ở tối nay của mình mọi người. Một đêm tụi mình sẽ ở đây. Và phòng của mình thì mọi người thấy là nó rất là mới và đẹp. Đó, ở trên này có tranh này kia, cái tông màu nhìn cũng sáng sủa dễ thương. Và đặc biệt đó là nó có một cái khung cửa sổ siêu to, cho nên là rất là thoáng, rất là sáng sủa. Vô chưa bật đèn nhưng mà cũng đã thấy sáng sủa rồi. Sẽ có một cái giường đôi bự để hai người nằm thoải mái. Tivi. Rồi bên này thì sẽ có một cái bàn làm việc nhỏ. Bên này sẽ có một bầy mini bar, nước lọc miễn phí. Đó, ở đây thì nó sẽ có một cái ghế ngồi ngắm cảnh siêu chiêu. Nãy giờ mình ngồi mình chào mọi người ở đây nè. Ở phía bên này là một cái phòng toilet. Thì cũng sẽ có chỗ tắm đứng, toilet seat. À, một cái lưu ý cho mọi người nha, là không có vòi xịt nha mọi người. Cho nên là mọi người phải làm quen với điều đó. Và mình nghe nói là nếu mà đi ra ngoài Phượng Hoàng Cổ Trấn thì sẽ không có giấy luôn. Cho nên là mọi người đi thủ sẵn cho mình giấy này, khăn giấy ướt hoặc là khăn giấy khô. Nói chung là bạn xài cái nào thì bạn chuẩn bị cái đó. Khách sạn bên này thì có bàn chải đánh răng đầy đủ, còn mà khách sạn hôm qua mình ở thì không có. Cho nên là mọi người cũng nên mang theo những cái dụng cụ, ví dụ như sữa tắm nè, rồi bàn chải đánh răng, rồi dao cạo râu này kia. Thì mọi người nên mang theo cho mình những cái bộ cá nhân thì nó sẽ ok hơn. Đây là phòng tắm, đây có chỗ móc đồ này kia, rồi đó phòng ngủ hết rồi. Hôm qua lúc mà đáp sân bay xuống đây á mọi người, thì mọi người phải kiểu như khai báo kiểm dịch rồi nhập cảnh. Thì khi mà tới cái thủ tục đó mọi người, thì mình mới nhận ra thì ra là mình đi tour rất là sáng suốt. Tại vì mọi người biết sao không, ở sân bay không ai biết nói tiếng Anh cả. Mặc dù là mình có nghe nói là sân bay nhỏ, sân bay lớn gì ở Trung Quốc họ đều như vậy luôn nha. Nói chung á là cái mọi người biết tiếng Trung cũng là một cái ngôn ngữ mà sử dụng gần như là nhiều nhất nhì thế giới rồi. Mình như là đã vượt qua tiếng Anh luôn rồi. Cho nên mặc dù là mình là một người biết tiếng Anh, một người biết một chút tiếng Hoa, nhưng mà khi tới đây thì cũng coi như là không biết gì. Cho nên là rất là khó khăn trong những cái việc đó. Cho nên việc đi tour thì người ta đã sắp xếp sẵn hết, và họ có hướng dẫn viên biết tiếng Trung, rồi họ sắp xếp với lại các cán bộ này kia ở đó. Nói chung là mọi thứ khi mà mình đi mình cũng sẽ đỡ phải bỡ ngỡ hơn đó mọi người.
chứ đi mua đồ hoặc là đi này kia thì mà không biết tiếng Trung thì cũng sẽ rất là khó khăn. Mình cũng sẽ để thông tin tour mình đi ở bên dưới description cho mọi người có thể tham khảo nha. Nhưng mà mình nghĩ nếu bạn nào mà đang muốn đi Trung Quốc, đang đam mê du lịch khám phá một cái nền văn hóa kiểu như là gần như là rất là lâu đời ở trên cái thế giới này thì mọi người có thể tham khảo cái tour ở đây. Giá nó không quá mắc và rất là ok luôn. Rồi bây giờ thì tụi mình ở đây nghỉ ngơi một chút xíu, xong rồi sau đó sẽ đi ra cái điểm đầu tiên trong cái tour hành trình này, đó chính là Cổ Trấn, Phượng Hoàng Cổ Trấn. Rồi bây giờ thì bắt đầu thôi, let's go. Vừa mới ra khỏi khách sạn và đã di chuyển bằng xe bus. Tại vì ở trong cái khu mà Phượng Hoàng, khu Cổ Trấn thì họ sẽ không cho đi xe khách vào, khi họ quy hoạch lại, cho nên là tất cả mọi người phải đi xe bus công cộng vào trong cái khu này. Thì cả đoàn mình có hướng nhân viên luôn đã dẫn vào trong khu Phượng Hoàng rồi. Mình tới đây đẹp quá mọi người ơi, chóng mặt quá. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người coi là khu này sẽ có gì nha. Nhìn ở bên dưới xỉu luôn á, thậm chí là có những cái anh mà dọn rác trên bờ sông thôi cũng rất là đẹp. Và mọi người thấy cái cầu cũng rất là nên thơ. Hôm nay thời tiết nó mưa hơi, mưa lâm râm nhẹ, nhưng mà cũng tạo nên một cái vibe kiểu lạnh lạnh, dễ thương ở đây á mọi người. Và không biết là cái khu này đã là khu đường chính chưa, tại vì mình thì mình chưa đi ở đây bao giờ. Nhưng mà thấy không đông lắm, cho nên là mình nghĩ là cũng sẽ rất là dễ để chụp hình. Đây, trời ơi đẹp quá, nhìn ở ngoài nó nên thơ lắm mọi người. Cái màu xanh của nước, rồi những cái nhà cổ mà nhà kiểu tầng mái mà dọc hai bên bờ sông như vậy nè. Wow, bây giờ đi xuống nha. Nói chung là công tình học tiếng Hoa thì đọc được vài chữ rồi mọi người. Này lụy vũ nè, lụy vũ là du lịch. Cái vàng ở trên không biết, chính là đi vào trong mà kiểu cái mình nghĩ là nếu mà dịch có tiếng Anh nè, thật vô nghĩa. Đây, ở đây sẽ có một cái bản đồ mọi người, bản đồ của cái khu Phượng Hoàng Cổ Trấn này. Thì cái khu Cổ Trấn này thì hồi nãy mình cũng có nghe anh hướng dẫn viên nói, kiểu trong truyền thuyết sẽ có một con Phượng Hoàng đáp xuống đây. Cái con sông này thì giống như là cái mình của con Phượng Hoàng, và hai bên là hai dãy núi thì giống như là cánh của con Phượng Hoàng vậy á. Sau này thì kinh tế của cái khu này thì nó không được phát triển lắm, và theo các thầy phong thủy là Phượng Hoàng đã bay đi. Kiểu như là nó bay đi thì nó sẽ không có tốt á, cho nên là họ đã làm những cái cây cầu như vậy nè mọi người. Cầu Rainbow nè, cầu Wing nè, cầu Ford nè, chứ mà rất là nhiều cây cầu để kiểu như là trấn cái con Phượng Hoàng đó lại. Thì cũng nhờ làm những cái cầu như vậy, nhưng mà tụi mình cũng là có rất là nhiều chỗ để chụp hình. Ví dụ cái cầu này, cầu này thì là bình thường ha, mình thấy ở cái cầu bên kia kìa đẹp hơn nữa. Chung là tụi mình sẽ đi dọc xuống ở phía bên kia thì sẽ nhiều cảnh đẹp hơn. Ôi mọi người thấy cảnh đằng sau mình nè. Wow, đẹp quá. Hồi nãy thì tụi mình có đi thuyền mọi người, đi thuyền ở trên cái con sông này luôn. Một đoạn thôi, thì ở trong tour họ trả tiền rồi, cho nên mình cũng không biết bao nhiêu tiền. Nhưng mà chắc là nếu bạn đi lẻ thì vẫn mua được. Hồi nãy giờ tụi mình đi 30 phút rồi mà chưa đi được tới đâu á. Tại mọi người biết là cứ đi một chút là sẽ có một cái cảnh đẹp để mà chụp hình á. Và ngoài ra thì mọi người có thể thấy là ở xung quanh dọc á thì sẽ có những cái cửa hàng họ cho thuê đồ quần áo. Thì mọi người cũng có thể thuê quần áo để chụp luôn. Thì ở đây mọi người thì người dân ở đây thì đa số là người dân tộc Miêu. Miêu là dân tộc mèo của mình á. Tụi mình vừa mới di chuyển tới một cái chỗ rất là nổi tiếng ở trong cái khu Phượng Hoàng Cổ Trấn này mọi người, có tên là cầu đá nhảy. Thì đây, ở phía sau lưng mình nè, đó là những cái viên đá đó để mọi người có thể đi qua đó. Và nếu ở đây thì nó sẽ có hai cây cầu, một cái bên này, một cái bên này. Thì bạn nào muốn chụp hình ở đây á thì mình phải có một người đi cái cầu này, còn một người thì đi lên cái cầu này để chụp qua thì nó mới đẹp. Chung là cũng hơi complicated. Nên mình đi một mình cho nên là cũng hơi khó chụp cái chỗ này.
mình sẽ ráng kiếm vài tấm hình ở đây. Mọi người ơi, mình đang ở giữa cái cầu đá nhảy này. Ôi trời ơi, sao tự nhiên nhìn xuống cái trống mặt ngang vậy trời. Đây là Quân, người chụp hình cho mình mấy giờ. Nãy giờ chụp thì không thấy ghê, thì giờ tới cái khúc đi vô thấy ghê nha. Rất là nhiều cô bé đầm đỏ. Ok mọi người ơi, hồi nãy tụi mình vừa mới đi ăn tối ở nhà hàng ở trong khu phường Hàng Bộ Trấn luôn. Và bây giờ là một khoảng thời gian tự do, tức là không đi theo tour nữa. Mà bây giờ nếu mà bạn nào mà mệt á, thì xe tour sẽ đưa về khách sạn. Còn bạn nào mà giống như mình á, muốn khám phá thêm, muốn đi chơi thêm thì có thể có thời gian ở đây, xong một hồi tụi mình sẽ tự bắt taxi về. Thì nãy mình cũng có nghe nói là taxi từ đây về khách sạn chỉ có 10 tệ, là khoảng 35 ngàn thôi, quá rẻ, cho nên là đi chơi. Và buổi tối mọi người ở cái khu Phượng Hoàng Cổ Trấn này á, rất là đẹp. Nó đẹp theo cái kiểu buổi tối là tất cả những cái nhà ở đây họ sẽ mở đèn. Mọi người thấy là đằng sau mình mở đèn sáng trưng à, mở đèn hết luôn. Và trời, mình phải nể những bạn Trung Quốc là sống ảo rất là đầu tư luôn. Mọi người thấy là ở trên những cái bờ này á, ai cũng sẽ có một cây đèn, rồi máy chụp hình cơ, rồi chụp hình rất là nhiều và đầu tư lắm. Đầu quần áo, make up, rồi đi xuống suối ngồi rất là dễ thương. Nói chung là để về cái độ mà chịu chơi của mấy bạn Trung Quốc luôn. Ok mọi người ơi, tụi mình đã về tới lại thành phố chuyên gia giới rồi. Và bây giờ thì tụi mình sẽ đi lên. Hồi nãy thì tụi mình ghé ăn trưa ở nhà hàng. Rồi hôm nay ngon lắm mọi người, hôm nay có lẩu nấm, rồi có rất là nhiều món ngon ở đây luôn. Chung đây là bữa mà ngon nhất từ hôm bữa đến giờ mình ăn. Bây giờ thì tụi mình sẽ chuẩn bị để lên cáp treo, đi lên núi Thiên Môn Sơn. Tụi mình vừa mới đi lên cáp treo, lên tới đỉnh núi rồi mọi người. Mình chưa tới đỉnh cao lắm đâu, nên là mình độ cao nhất của cáp treo đi tới được. Hôm nay thì có vẻ là thời tiết không chiều chuộng lòng người lắm, tại vì mọi người có thể thấy sau lưng mình là sương mù, cho nên là không thấy được cảnh đẹp ở phía sau. Cả đoàn mình ai cũng đã mặc một chiếc áo mưa như vậy. Áo này á, thì các bạn cũng có thể mua ở dưới có khoảng 10 tệ một cái thôi, mà nó cũng dễ thương. Nó là kiểu áo khoác như vậy nè mọi người, thì mặc để một hồi đồ của tụi mình sẽ không có bị thấm nước, không có bị ướt á. Bây giờ thì tụi mình sẽ tiếp tục đi khám phá ở đây xem là có gì nha. Mình hy vọng là một hồi mình sẽ thấy được nhiều cảnh đẹp hơn, tại vì hôm nay xui quá, thời tiết không có được đẹp như ý. Ở trên núi nửa đường á mọi người thì cũng sẽ có một cái chỗ bán đồ ăn rất là nhiều món luôn. Ở đây có kem nè, kem hot cây đô, với lại gà rán, với lại súp gà viên, ớt bò viên. Một kem đi. Sao quay nó quẹo vậy? Không biết. Cô ơi,
kỳ quá à. 1, 2, 3, yeah. Tụi mình đã mua những cây kem 15 tệ, mọi người là khoảng 45 ngàn. Mọi người thấy là thích nhất là cái có cái chai chuối ở dưới để cầm á, rất là dễ thương. Mà cây kem của mình không biết tụi nó quẹo qua bên. Ở trên họ có rắc một cái lớp bánh vụn á mọi người. Mà cái bánh này nó không có được giòn lắm. Kem thơm á. Mà chua chua như giống sữa chua á. Kem sữa chua á mọi người. Vuốt xong bỏ vô túi hả? À không 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 đút tay vô miệng thì nó sẽ ăn tài lộc của mình, còn mình vuốt ở trên đầu với lại cánh với đuôi thôi. Mọi người đi lên tới đây là cổng trời rồi, nhưng mà hôm nay trời thì mọi người thấy rồi đó, có hai đường xuống, một cái là mọi người phải đi bộ 999 bậc. Nhưng mà tại vì hôm nay thì trời không có đẹp á, cho nên là tụi mình sẽ vẫn đi thang máy xuống. Bên tour họ đã chuẩn bị sẵn vé thang máy cho tụi mình rồi, cho nên là chỉ có đi vào và đi thôi. Mình thấy có một cái rất là hay mọi người, kiểu ở trên núi họ cũng sẽ không có kiểu xây dựng rất là nhiều cái cảnh mà kiểu nhân tạo đâu, họ để thiên nhiên hoàn toàn luôn. Họ chỉ tập trung họ phát triển về những cái thang máy nè. Mọi người tưởng tượng là thang máy này nó đi ở trong lòng núi luôn á, rất là kiểu khó xây dựng mọi người. Ở đây trời mù mọi người, cho nên là không có thấy được ở trên cổng trời. Nhưng mắc cười lắm, có một cái dịch vụ chụp hình xong rồi ghép vào đây. Ghép cổng trời vô nha, 20 tệ. Trời ơi, dễ thương quá. Ok mọi người ơi, tụi mình đã xuống tới quảng trường rồi. Và may mắn cho tụi mình là vừa xuống tới đây mọi người, thì mây nó cũng đã bay đi một chút xíu, thì lộ ra được cái con đường mà 999 bậc thang á mọi người. Nhưng mà vẫn chưa may lắm, là tại vì chưa thấy được cái cổng trời ở phía trên hoàn chỉnh. Nhưng mà thật ra lên đây thì rất là đẹp, rất là hùng vĩ và rất là hoành tráng luôn mọi người ơi, mọi người thấy. Thực sự là khi mà đứng ở trên này thì mọi người có thể cảm nhận được sự hùng vĩ cũng như là hoành tráng của ngọn núi Thiên Môn Sơn này, thì mới thấy được là thiên nhiên của Trung Quốc thực sự rất là đẹp luôn mọi người. Sau khi mà tham quan một vòng ở đây thì tụi mình cũng đã lên cáp treo để về lại với thành phố Trương Gia Giới rồi. Hôm nay tụi mình cũng ở khách sạn cũ ở Trương Gia Giới ở hôm đầu tiên, mọi người nhớ không? Và tối nay tụi mình cũng ăn tối ở đây luôn. Hôm nay tour cho tụi mình ăn buffet luôn mọi người, buffet thịt nướng Hàn Quốc nha. Các món thịt nướng ở đây thì ăn cũng khá ngon và tụi mình cũng sẽ đỡ ngán đồ ăn Trung Quốc hơn rất là nhiều. Sau đó thì tụi mình sẽ có một buổi tối lịch trình tự do để có thể tự đi khám phá, mua sắm ở thành phố Trương Gia Giới. Và tụi mình đã quyết định là lên xe taxi để đi khám phá khu 72 Kỳ Lầu. Đây là một khu rất là nổi tiếng ở thành phố Trương Gia Giới luôn mọi người. Đầu tư là phải nói là tỷ đô luôn á. Và khu này rất là đẹp, rất là nhiều hoạt động dễ thương. Và vé vào cổng chỉ có 72 tệ thôi, là khoảng 250 ngàn á mọi người. Vào đây thì có rất là nhiều cửa hàng ăn uống cũng như là hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm. Cho nên là nếu mọi người có thời gian có thể ghé qua đây để trải nghiệm thử hen. Mình sẽ quay một tập riêng về khu 72 Kỳ Lầu này, cho nên mọi người đón xem ở tập sau nha. Hello, chào buổi sáng mọi người. Hiện tại thì tụi mình đã di chuyển tới Vũ Lăng Nguyên. Sáng nay thì tụi mình sẽ đi tham quan núi Thiên Tử Sơn, cũng như là phim trường Avatar. Nói chung là cả ngày hôm nay luôn á là sẽ ở trên núi. Và ngày hôm nay mọi người ơi, mình mặc bộ đồ rất là mát mẻ. Rất là summer luôn mọi người biết sao không? Tại vì mình không có mang nhiều đồ lạnh á. Hôm bữa anh hướng dẫn viên có dặn tụi mình mang đồ lạnh, nhưng mà mình coi mình chủ quan, mình coi về báo thời tiết thì nó chỉ có khoảng hai mấy độ thôi. Mình nói ô thì cũng mát mẻ thôi, không sao đâu. Nhưng mà tại vì lịch trình của tụi mình á thì toàn là đi lên núi thôi và rất là lạnh, cho nên là mọi người đi vào cái mùa mà lạnh giống như mình á thì mọi người nhớ mang theo nhiều quần dài và nhiều áo lạnh nha. Bây giờ thì mình đang đợi anh hướng dẫn viên đi lấy vé. Ở trong cái khu vực mà ở dưới chỗ lấy vé nè thì sẽ có KFC và có Starbucks nữa. Bạn nào uống cà phê thì có thể mua Starbucks, ở cửa hàng Starbucks đẹp lắm. Ừ,
Tụi mình vừa mới lên cáp treo lên tới đỉnh núi rồi mọi người. Mình thấy một cái bảng thời tiết là 8 độ C mà mọi người thấy mình mặc đồ này với 8 độ C là mọi người biết là mình cái tay mình nó cống cỡ nào rồi đó. Trong đó có một người là điên là Hứa Lộng. Ông Hứa Lộng thì trong thời kỳ cách mạng thì cứu Bắc Mao là 3 lần. Và lớn hơn Bắc Mao 3 tuổi. Thì tụi mình vừa mới tới một cái chỗ địa điểm này mọi người, nó có tên là Ngự Bút Phong. Và cảnh rất là đẹp luôn, đây cũng từ đây mà băng qua bên kia luôn á, là chỗ phim trường Avatar mọi người. Nếu bạn nào mà coi Avatar rồi sẽ thấy rất là quen. Và kiểu núi ở đây á mọi người thấy á, là tảng cao dài như vậy á, một cái trụ như vậy luôn á. Và rất là nhiều như vậy, và dọc qua kia luôn. Một hồi đi qua bên kia mình sẽ quay kỹ hơn cho mọi người coi nha. Trời ơi, đi dọc từ bên kia qua bên này, cái nào cũng đẹp hết. Đẹp quá. Ai có căng lắm mới nhìn thấy được. Thấy cái gì vậy? Thấy cái gì? Tiên nữ nào thấy không? Cái mặt tiên nữ hả? Đang cầm bụng bó qua nè. Thấy rồi. Tụi mình đang đi trên đường thì có một cái chỗ này rất là xinh luôn mọi người thấy cái hàng cây này nè, những cái lá nhỏ xong rồi một hàng rất là bự, xong rồi mọi người ở đây mọi người lên sống ảo một vài bước. Wow. Ở dọc đường ở trên núi mọi người cũng yên tâm mà không có sợ đói đâu, tại vì họ bán dọc đường rất là nhiều món. Ở đây có sủi cảo nè, có trời ơi có một cái xương hầm siêu to luôn. Bên này là bán mì, các loại mì, rất là nhiều loại bánh này kia luôn mọi người, cho nên là yên tâm. Tại vì mưa cho nên là đoàn cũng chưa có đi mọi người, nên tụi mình tranh thủ ghé Miss Fresh. Thật ra ở Việt Nam cũng có nha. Những người em mình thì đang rất là thèm, đi ngang cái thèm đòi ăn, thế là mua một phần thôi, nhưng mà ba đứa ăn chung. Một phần ở đây có giá là 32 tệ, là khoảng 100 nghìn. Đây là cái phần 32 tệ của tụi mình đó mọi người. Có khoai môn, có taro bowl, có đậu đỏ với lại chân châu hả? Yeah. Ồ, chân châu. Mọi người ơi, mình bây giờ đi tham quan cái chỗ. Trời đẹp quá. Đẹp quá đó. Trời ơi. Nhà quay vô thì bình thường, nhưng mà đứng ở ngoài thì rất là đẹp luôn á mọi người. Đẹp không anh? Đẹp. Oh my god. Đây giới thiệu với mọi người nha, đây là một cái khu núi mà còn gọi là phim trường Avatar. Tức là hồi trước thì Avatar họ quay ở đây, và đây chỉ là một phần thôi nha mọi người. Tại vì họ quay thì khoảng 15 cây số lận, ở đây tụi mình chỉ có nhìn thấy một cái view nhỏ thôi. Hôm nay thì không may mắn lắm, là tại vì trời nó hơi mưa nhẹ với lại âm u, cho nên là mình sẽ không thấy rõ được những cái núi ở dưới. Nhưng mà ở ngoài mọi người nhìn mắt thì đẹp hơn rất là nhiều. Đẹp không Khánh? Hồi nãy lúc mà mình đi ở trên cái cầu đó đó, mình nói ủa, mình bước xuống cái cầu nó có cái gì đâu mà đẹp. Nhưng mà khi mà mình đi vòng qua đây mọi người thì mình mới thấy được. Wow. Đây cho mọi người coi, nó là một cây cầu tự nhiên, tức là nối từ hai cái vách đá như vậy mà nối tự nhiên luôn. Mình không thấy được cái đáy ở bên dưới luôn, rất là sâu, rất là rộng. Và đó mọi người thấy là cảnh ở bên ngoài nhìn rất là hoành tráng hùng vĩ á. Nhưng mà tại vì hôm nay thì mưa cho nên là quay chụp thì chắc là không đẹp nhiều. Nhưng mà thật sự là ở ngoài rất là đẹp. Bởi hồi nãy mình đi trên cầu mà nó ủa cái cầu này có gì đâu mà mọi người đi. Nhưng mà khi thực sự mà bước qua đây thì thấy ô quá đẹp, tuyệt vời. Tụi mình vừa mới đi về tới trung tâm của khu Vũ Lăng Nguyên rồi mọi người. Và hôm nay tụi mình sẽ ăn tối ở đây, cũng như là ở khách sạn ở đây luôn. Cái chỗ ăn của tụi mình tối hôm nay mọi người nó nằm ở trong cái khu phố đi bộ tên là Khê Bố. Thì nếu mà tí nữa mà có thời gian thì mình sẽ quay mọi người coi khu này nha. Còn bây giờ thì đi vô nhà hàng ăn cái đã. Đây nhà hàng hơi bị hoành tráng luôn mọi người. Trời dễ thương dễ mang.
Trời, cái nhà hàng này dễ thương quá luôn. Không gian nè. Đó. Đây bàn ăn tối nay của tụi mình rất là dễ thương mọi người, nhất là cái thố kênh này. Ở đây có thịt heo, xào, rau nè, ớt nè. Mặc dù nhìn cái ớt này nó nhiều vậy thôi mọi người, nhưng mà ăn nó không có cay đâu. Rồi bên này một cái gì đó mà mình cũng không nhận ra được luôn. Nấm hay là gì đấy. Đồ chiên. Ấy, nói chung là mỗi một bữa là nó sẽ là một bữa ăn rất là nhiều món như vậy, cho nên là cũng dễ ăn. Đây, tụi mình vừa mới về tới phòng và room tour một chút cho mọi người nha. Đây là phòng ở hai đêm cuối cùng của tụi mình luôn. Đêm nay thì sẽ không cần phải dọn vali để ngày mai dọn đi nữa. Về vấn đề mà phòng ở trong cái tour này mọi người, thì mọi người yên tâm là từ hôm bữa đến bây giờ là chưa có khách sạn nào mà xấu mà tệ hết trơn á. Đa số đều là chuẩn 3-4 sao trở lên và phòng rất là đẹp. Đó, mọi người thấy là rộng rãi nè. Phòng mình là phòng giường đôi và có hai cái ghế. Mình cũng biết hai cái ghế đó sao lại để như vậy. Rồi bên này sẽ có tivi, có bàn làm việc. Bên này sẽ có một cái mini bar nhỏ, bên này tủ quần áo và đây là toilet. Ồ, toilet nhìn ra ngoài nè. Với lại cũng sẽ có phòng tắm đứng, khăn tắm đầy đủ. Đấy, đây là phòng của tối nay. Ok, như vậy cũng đã về phòng rồi và chắc là tối nay tụi mình sẽ nghỉ ngơi. Ngày mai thì bừa một cái nữa là tụi mình không phải dậy sớm, tuyệt vời. Tại vì ngày hôm nay đã đi bộ quá mà rồi, ai cũng muốn nghỉ ngơi hết. Cho nên là sáng mai sẽ không có lịch trình gì và 11 giờ mới bắt đầu đi. Hồi nãy ăn tối cái bàn á mình cũng hơi khó để mà set up máy quay, cho nên là mình cũng không có quay lại cảnh mình ăn. Nhưng mà đồ ăn ở đó thì mình thấy cũng khá ngon nha. Trộm vía là trong cái chuyến đi này thật sự là bữa nào mình ăn mình cũng thấy vừa miệng. Nếm nếm gia vị đó là ok luôn. Chỉ bị một cái là hơi dầu mỡ đối với mình. Tại vì bình thường mình ở nhà mình ăn kiêng á thì mình cũng ít ăn dầu mỡ. Thì đi tới đây thì đồ ăn nó sẽ hơi dầu mỡ một tí, nhưng mà vẫn ăn được và ngon, dễ ăn chứ không có quá khó đâu. Nhưng mà bạn nào mà không ăn được thì cũng có thể là nên mang theo một hai ly mì gói để ăn sáng là ok. Tại vì mình thấy có đồ ăn sáng là không ngon thôi. Còn buổi trưa và buổi tối thì đồ ăn rất là ngon, rất là tuyệt vời. Hello, chào buổi sáng mọi người. Hiện tại thì tụi mình vẫn đang ở Vũ Lăng Nguyên. Và sáng nay thì mình có một cái bữa ngủ nướng thật là đã luôn mọi người. Mình không nghĩ là trong tour sẽ có một bữa sáng cho tụi mình ngủ như vậy. Và ngủ ngon lắm, kiểu thời tiết ở đây nó lạnh lạnh nè. Xong ngày hôm qua tụi mình đã đi bộ quá nhiều rồi, cho nên là mình nghĩ là một buổi sáng ngủ trễ một tí sẽ là điều cần thiết trong tour này. Và tụi mình vừa mới di chuyển tới nhà hàng ăn trưa ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ quay cái món ăn ngày hôm nay cho mọi người coi nha. Để coi có gì nè. Hello mọi người, tụi mình vừa mới tới một cái địa điểm đầu tiên ở trong ngày hôm nay tụi mình đi, đó chính là Hồ Bảo Phong. Thì theo như một số thông tin mình coi ở trên mạng thì Hồ Bảo Phong rất là đẹp. Rồi ở đây mọi người, tàu này kia họ không có chạy bằng xăng mà họ chạy bằng điện luôn. Tức là kiểu để cho cái môi trường nước ở đây nó được trong lành á. Và cảnh hai bên là núi nè, ở giữa là con sông. Và cái hồ này rất là sâu nha, tới 72m là cái chỗ mà sâu nhất. Cho nên là đây là cái cảnh mà mình nghĩ là sẽ rất là đẹp. Mình sẽ quay cho mọi người coi nhé. Sau khi mà tham quan Hồ Bảo Phong xong á mọi người, thì ở ngay trước cửa của Hồ Bảo Phong thì nó sẽ có một cái con thác như vậy. Đấy, mọi người thấy con thác không? Hồi nãy đi ngang qua thì thấy nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà khi mà đứng gần đây á thì thấy rất là đẹp. Mọi người ở đây tranh thủ chụp hình nha.
Sau khi tham quan Hồ Bảo Phong xong thì tụi mình đã có một cái lịch trình tự do tiếp mọi người, để mọi người có thể tự do thoải mái đi mua sắm nè. Cho nên tụi mình quyết định là đi vòng vòng, đi ngang với những con hẻm, những con đường nhỏ ở khu Vũ Lan Nguyên này để mà có thể khám phá. Ở đây có bán rất là nhiều những cái đồ ăn ngon này kia nha, nhưng mà tụi mình đã xa vào một cái tiệm massage chân rất là thích, chỉ có 50 tệ một người thôi nhưng mà làm cũng rất là ok luôn. Nhưng mà khúc sau thì mấy cái cô này á có offer thêm dầu, tinh dầu và giá 20 tệ nữa nha. Cho nên là mọi người thêm 20 tệ cho mấy cổ nữa là ok. Sau đó thì tụi mình tiếp tục đi khám phá phố đi bộ Khê Bố. Còn nếu mà bạn nào mà không muốn đi khám phá những phố đi bộ như vậy á, thì mọi người có thể đi coi những cái show biểu diễn thực cảnh ở Trung Quốc cũng rất là nổi tiếng luôn. Và giá vé thì tầm đâu đó khoảng 1 triệu một vé lận. Cho nên là tụi mình đi vòng vòng tham quan. Trời ơi, đi thử rất là nhiều những cái tiệm trà sữa nè, hay là tàu hủ thúi, ngon lắm mọi người. Nhiều người không ăn được nhưng mà ăn rồi sẽ nghiện những cái món này á nha. Hello, chào buổi sáng mọi người. Hiện tại thì tụi mình đang vừa mới vào trong công viên rừng quốc gia Vũ Lan Nguyên. Và ở đây thì sáng hôm nay thì tụi mình sẽ di chuyển tới một cái địa điểm có tên là Kim Tiên Khê, hay là còn gọi là Suối Roi Vàng đó mọi người. Thì đây cũng là một trong những cái thắng cảnh nổi tiếng trong khu vực công viên vườn quốc gia Vũ Lan Nguyên Chu Gia Giới này. Cho nên là tụi mình cùng đi xem là Suối Roi Vàng thì sẽ có gì nha. Đánh vỏ say á. Đánh vỏ say à? Đi qua đi lại. Té nha. Thấy chưa? Do tụi mình đi mùa khô cho nên là Kim Tiên Khê thì cũng không có nhiều nước lắm mọi người. Nhưng mà cảnh ở đây thì thật sự rất là đẹp. Được một cái nữa là không khí ở đây cũng rất là trong lành, cho nên là cảm giác rất là thoải mái khi đứng ở đây luôn. Sau đó tụi mình có di chuyển qua chỗ núi Thập Lý Họa Lan. Thì chỗ này tụi mình sẽ được đi những cái xe điện rất là dễ thương mọi người ơi. Có nhiều hình con này con kia mà cảm giác như là 12 con giáp luôn á. Và tụi mình thì đi một chiếc xe của một bé khỉ rất là dễ thương để đi lên núi. Chỗ này là có những cái rừng cây xum xê nè, những cái rặng hoa ngát hương, cũng như là những cái phiến đá tạo thành những cái hình thù kỳ lạ, giống như những tác phẩm nghệ thuật vẽ mọi người. Tụi mình ở đây chụp hình cũng khá lâu á, sau đó thì tụi mình di chuyển về lại với trung tâm của Vũ Lan Nguyên để ăn trưa. Có một điều hay ở trong tour này á là mình thấy các bữa trưa, các bữa tối ở đây hầu như là không trùng một cái nhà hàng nào hết mọi người. Mình cũng đã thử được rất nhiều bữa ăn khác nhau cũng như là cách chế biến khác nhau, cho nên là cũng không có bị ngán lắm. Sau đó thì tụi mình đã di chuyển ra sân bay Chu Gia Giới để đáp chuyến bay về lại thành phố Hồ Chí Minh rồi. Như vậy là cũng đã kết thúc hành trình khám phá Chu Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn 6 ngày 5 đêm của mình rồi mọi người. Sau đây thì mình sẽ tổng hợp một số thông tin cần thiết cho mọi người trước khi chuẩn bị đi tour này nha. Đầu tiên là về chi phí tour, đó là khoảng 16 triệu một người cho tour 6 ngày 5 đêm. Mình thấy bên Revival thì họ có cả tour 5 ngày 4 đêm và giá rẻ hơn một xíu, cho nên là các bạn cũng có thể cân nhắc nha. Và chi phí tour này thì đã bao gồm vé máy bay, khách sạn, các bữa ăn trong tour cũng như là các vé tham quan các địa điểm ở trong tour rồi. Ngoài ra thì chưa bao gồm các chi phí như là ăn uống mua sắm ở bên ngoài tour, các buổi tối các bạn đi khám phá chợ đêm này kia thì chưa bao gồm nha. Ngoài ra thì cũng chưa bao gồm các vé xem show thực cảnh nếu như các bạn có nhu cầu xem thêm ha. Thứ hai là về thông tin visa, thì nếu như các bạn làm visa đoàn để đi tour này thì rất là dễ luôn. Các bạn chỉ cần chuẩn bị hộ chiếu còn hạn thôi, không cần chứng minh tài chính hay bất cứ một cái giấy tờ gì hết. Bên tour sẽ làm hết cho mình luôn và cũng sẽ không có tính phí visa gì hết. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn làm visa riêng để dán vào trong passport của mình luôn thì sẽ tốn phí thêm nha. Cái này thì mọi người có thể tham khảo thêm ở bên Vietravel nha mọi người. Mình cũng có hỏi hướng dẫn viên về thời tiết đi đẹp nhất ở trong năm thì đó là tháng 9 và tháng 10. Cho nên bạn nào mà tháng 9, tháng 10 này chưa biết đi đâu á thì cũng có thể tham khảo tour này nha. Và mình thấy là ở đây mỗi một mùa, mỗi một thời tiết sẽ có một cái đẹp khác nhau. Ví dụ như nếu mà các bạn đi vào cuối năm là tháng 12, tháng 1 thì ở đây sẽ có tuyết nha. Và tuyết thì cũng sẽ có cái đẹp riêng của nó mà sẽ hơi lạnh đấy. Cho nên là mọi người cân nhắc. Mình hy vọng là với video cũng như là những thông tin vừa rồi mà mình cung cấp á, thì cũng đã đủ giúp cho các bạn có một cái chuyến đi thật là thú vị, thật là hay ho. Nếu như các bạn còn thông tin gì thêm thì có thể comment ở bên dưới, nếu mình biết mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Hy vọng là mọi người sẽ thích video này của mình. Và nếu các bạn thích, để lại cho tụi mình một like, subscribe như là follow mình trên Instagram, đó là Ăn Sập Sài Gòn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye mọi người. Bye.